Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những quy định về quản lý sử dụng pháo mà Nghị định 137/2020 của Chính phủ đã ban hành và có hiệu lực từ ngày 11 tháng 1 năm 2021. Theo đó, Nghị định 137 quy định về sử dụng các loại pháo như cá nhân, tổ chức được sử dụng những sản phẩm mà khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện sẽ tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian như không gây ra tiếng nổ và được sử dụng trong các hoạt động lễ Tết, cưới hỏi, hội nghị, ngày kỷ niệm và các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Các hành vi nghiêm cấm: 1. Cấm nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt các loại pháo nổ. 2. Cấm nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, xuất nhập khẩu, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo. 3. Cấm mang pháo, thuốc pháo ra vào lãnh thổ. 4. Cấm lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tính mạng và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân. 5. Cấm trao đổi, cho tặng, gửi mượn, cho thuê các loại pháo hoa, pháo nổ và thuốc pháo. 6. Cấm trao đổi, cho tặng, gửi mượn, cho thuê, tẩy xóa, chữa các loại giấy phép về pháo. 7. Cấm giao các loại pháo hoa, pháo nổ cho các cơ quan, tổ chức cá nhân không đủ điều kiện. 8. Cấm hướng dẫn, huấn luyện cách thức chế tạo, sản xuất, sử dụng pháo trái phép dưới mọi hình thức. 9. Cấm cung cấp thông tin sai lệch về quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo, báo cáo không kịp thời, không trung thực, che giấu các tai nạn, sự cố về pháo, thuốc pháo.